Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thì hôm nay Dương Hậu cũng trở lại thăm anh Quỳnh Văn Hưng ở phường Hiệp Lợi bị tai nạn giao thông. Thì bác sĩ Sài Gòn có chẩn đoán là gãy xương 2 khúc, đã xem hiện giờ thì chỉ đang đỡ gia cố lại tạm thời, chân của anh bị xương gãy, hoàn cảnh của anh cũng rất là nghèo khó khăn à. Vợ thì bỏ, 2 con làm thuê làm mướn quanh năm. Thì qua bài đăng của Dương Hậu ngã 7 cũng được chị Lam Thị Liên ở Thị Sĩ hỗ trợ 2 triệu giúp cho anh có tiền mua thuốc và mua gạo trong nhà. Vì cái căn bệnh của anh gãy xương á, không có uống thuốc đều đặn, vì lực bất tòng tâm, nghèo không có tiền, thành ra thuốc không có, thành ra cái bị nhiễm trùng xương. Thì Dương Hậu hy vọng rằng video này được các nhà hảo tâm tiếp tục trải lòng giúp cho anh Hưng ạ. À, đó là anh Quỳnh Văn Hưng. Anh Hưng ơi, dạ. Hôm nay chị Liên ở Thị Sĩ gửi anh 2 triệu hỗ trợ anh mua thuốc uống nha. Dạ. Đây là 1 triệu nè anh Hưng. Dạ. 1 triệu. 2 triệu. Xin mời anh. Dạ. Em cảm ơn. Dạ. Tiếp nói là nói của anh Hưng, Dương Hậu xin trân trọng cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của chị Lam ở Thị Liên ở Thị Sĩ hỗ trợ 2 triệu giúp cho anh Hưng có điều kiện điều trị hết à. Nếu không thì sẽ mang thật tàn phế suốt đời. Đây là quỹ tặng công đức ngàn lượng à. Dương Hậu cảm ơn chị Liên rất nhiều, chúc cho chị nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, công việc luôn thuận lợi à. Hy vọng rằng được cộng sự với chị tiếp tục giúp cho người nghèo, người bệnh quê hương thôi à. Xin cảm ơn. Số điện thoại của Dương Hậu là 09 09 09 8469 à. Cảm ơn quý vị dành vài phút xem chương trình này à.